Xin chào tất cả các bạn. Trong video hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một sản phẩm rất là hữu ích và tiện lợi cho thời tiết hiện nay 39 đến 40 độ tại Việt Nam. Với em miếng dán mồ hôi nách Nhật Bản Rip này thì mình cũng tình cờ được anh chị chủ tại nơi mình làm việc giới thiệu và mình tin tưởng sử dụng em này cũng khá là lâu rồi. Với các thành phần trong miếng dán mồ hôi nách này thì có phân tử Asahi gần nát giúp thấm hút khô mồ hôi này, không thể thấm ra áo, đồng thời giữ cho nách luôn khô thoáng, đem lại sự tự tin này cho người dùng. Có miếng dán mồ hôi nách Nhật Bản, các bạn khỏi no mồ hôi tiết ra nách không thoải mái này, không tự tin thể hiện cá tính của mình. Miếng dán mồ hôi nách Nhật Bản Rip là sản phẩm rất là thông dụng, đang có và rất được yêu chuộng tại Nhật Bản, với lớp keo rất là chắc chắn, dễ sử dụng. Bạn chỉ cần bóc lớp băng keo và dính trực tiếp vào nách áo này. Sản phẩm hữu ích cho mùa hè hiện nay tại Việt Nam. Với miếng dán mồ hôi nách sẽ giúp mọi người khô này, mồ hôi không để thấm ra ngoài, gây mất thẩm mỹ, đồng thời giữ cho nách luôn khô thoáng. Đặc biệt miếng dán mồ hôi nách vô cùng là hữu ích khi bạn hoạt động ngoài trời này, hoặc khi đi du lịch hay chơi thể thao, phù hợp sử dụng trong mùa hè hoặc mùa đông. Có lớp keo dính rất là siêu mỏng, tiện dụng một lần trong ngày. Miếng dán sử dụng khi bạn làm việc này, đi du lịch, chơi thể thao, được sản xuất theo công nghệ của Nhật Bản. Miếng dán hút mồ hôi này thấm hút rất là tốt, mỏng, sử dụng công nghệ ion khử mùi, làm khô vùng nách này, nách áo, bạn sẽ luôn thấy khô thoáng và tự tin với bất cứ công việc hoàn cảnh nào. Thiết kế dày chỉ 1mm với 3 tầng thấm hút, lớp vải rất là mềm mại này, không tạo ra cảm giác vướng víu hay dày cộm khi sử dụng. Bạn có thể sử dụng lên tới 12 giờ. Cách sử dụng, bạn chỉ cần thực hiện thao tác nhỏ gỡ lớp keo ra và dán vào nách áo. Và hộp miếng dán mồ hôi nách này của Nhật Bản thì bên mình rất là chính hãng, có mã cốt chích vạch này và thông tin sản phẩm của hộp. Và hộp này của bên shop mình là có 40 miếng đó. Đây, mình sẽ tháo ra cho các bạn biết. Đây, hộp gồm có 40 miếng dán mồ hôi nách, rất là hữu ích khi mỗi khi các bạn cầm đi ra ngoài trời, rất là tiện đó, rất là tiện lợi. Các bạn chỉ cần tháo lớp keo tại miếng dán môi nách và dán vào nách là các bạn sẽ không lo lo nghĩ ra mồ hôi nách đó. Và các bạn, nếu các bạn muốn mua sản phẩm này bên shop mình thì các bạn hãy liên hệ qua hotline 0983131528 để được tư vấn kỹ hơn. Và hôm nay mình đã giới thiệu sản phẩm miếng dán mồ hôi nách 40 miếng của shop mình. Đây, miếng dán mồ hôi nách bên shop mình và mình rất là tin tưởng sử dụng khá là lâu, mỗi khi mình ra đường là không thể thiếu em này đó. Và mình sẽ kết thúc video ở đây và mong các bạn sẽ tìm được cho mình những sản phẩm hữu ích bên shop mình.